Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng ở miền Trung thì khả năng là sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Trong khi đó thì khu vực Tây Nguyên ban ngày cũng có nắng nhưng lại không quá nóng, chiều tối trời sẽ chuyển mưa dông. Sang ngày mai thì dự báo nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, khắp khu vực từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Phú Yên với nền nhiệt cao là từ 35 đến 37 độ. Chỉ cục bộ một vài nơi ở điểm vùng núi có thể trên 38 độ. Trời sẽ nóng cho đến 17 giờ chiều. Và trong thời tiết này đến với Nghệ An, nếu được thả mình dưới làn nước biển trong xanh của bãi biển Cửa Lò, nơi được biết đến là bãi biển đẹp nhất của Bắc Trung Bộ thì sẽ rất tuyệt vời. Dự báo là hai ngày cuối tuần này thì sẽ đều có nắng mạnh và nhiệt độ gần chạm mức nắng nóng cao nhất là 34 độ. Sang đến tuần sau thì trời dịu mát khi mức nhiệt chỉ là từ 29 đến 33 độ. Và nhiều hôm sẽ có mưa về khoảng thời gian chiều tối, riêng thứ tư là mưa có thể xảy ra vào bất chợt các thời điểm trong ngày. Trong khi đó thì tại thành phố Đà Nẵng, nắng nóng sẽ còn kéo dài cho đến tận thứ sáu tuần sau, chỉ có duy nhất một ngày nắng nóng tạm giảm, đó là thứ tư khi mà nền nhiệt hạ xuống chỉ còn mức là 34 độ. Mùa này nếu đứng trên đỉnh Sơn Trà thì quý vị sẽ được ngắm những vạt rừng nhuộm tím bởi mùa hoa thàn mát nở, và không ít du khách đã tìm đến đây để tránh nóng, hòa mình vào với thiên nhiên và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên loài hoa hoang dại này. Trở ra với Bắc Bộ thì tại thủ đô Hà Nội, vào hai ngày cuối tuần này thì quý vị lưu ý là chúng ta không nên ra ngoài vào buổi trưa và chiều tối, bởi dự báo là về trưa và chiều nắng nóng gay gắt là từ 35 đến 37 độ. Sau đó đến chiều tối thì trời sẽ chuyển mưa dông nhiệt, và mưa sau một ngày nắng mạnh sẽ dễ kèm theo lốc sét cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa dông thì sẽ còn tiếp diễn cho đến tận thứ sáu tuần sau, mưa xuống cắt nắng nóng chuyển dịu mát, và tuần sau thì nhiệt độ cao nhất hầu như là không quá 30 độ. Với thời tiết tại Tây Nguyên thì do đang trong thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng về chiều tối, và một số nơi mưa to kèm theo đó là cả dông sét và gió giật mạnh. Trước khi có mưa thì trời nắng nhưng lại không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt sẽ không quá 30 độ. Thời tiết ở Buôn Ma Thuột 7 ngày tới thì khá thuận lợi cho các hành trình du lịch. Trời chủ đạo là nắng và mức nhiệt là từ 29 đến 31 độ. Khả năng vào chiều tối mai cũng như là thứ năm và thứ sáu thì sẽ có mưa, nhưng mưa không quá lớn và cũng rất nhanh. Tối và đêm thì trời se lạnh với mức nhiệt là từ 22 đến 23 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì 7 ngày tới, ban ngày có xu hướng là nóng hơn khi nhiệt độ đều phổ biến ở ngưỡng là 34 độ. Trong đó thì thứ 2 và thứ 5 tuần sau, nắng sẽ kéo dài cho đến tận cuối chiều. Và những ngày khác thì số giờ nắng trong ngày ít hơn, trời sẽ nắng đến khoảng là 15-16 giờ chiều, sau đó mây nhiều và có mưa. Mưa xuống thì cũng giúp cho bầu không khí về đêm dịu mát hơn, hầu như là không quá 27 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số các thành phố du lịch khác trên cả nước.